Hello các bạn, 2 năm rồi mình mới trở lại. Thì bây giờ mình công việc mình ổn định hơn rồi, cuộc sống mình ổn định hơn rồi, mình có nhiều thời gian hơn và mình muốn chia sẻ với các bạn các ngành nghề tại Mỹ và cuộc sống ở đây như thế nào để các bạn chuẩn bị tinh thần và thời gian, tiền bạc để các bạn chọn những cái ngành mà các mình muốn học. Thì ngành hàng không luôn là một trong những cái ngành thu hút được nhiều các bạn trẻ, nhất là nghề phi công. Ở phi công tại Mỹ và phi công ở Việt Nam thì chúng ta đều phải lấy những cái bằng tương tự như nhau. Thì để một phương tiện nào cũng vậy thôi, mình phải có đầy đủ bằng từng bước để mình qualify, là mình phù hợp cho cái phương tiện đó để mình bay. Thì nó có những cái bằng như là Private Pilot License, là cái bằng máy bay tư nhân. Kế tiếp đó là bằng Instrument Rating, có nghĩa là nó sẽ kết hợp với cái bằng private pilot mà bạn có thể bay ở trong mây dưới điều kiện là bạn không thấy được bên ngoài. Và bằng thứ ba là bằng commercial license pilot, là các bạn có thể bay chở hành khách và lấy tiền từ họ. Và sau đó nó sẽ là có những cái rating, có nghĩa là những cái add on thêm là multi engine, là bay máy bay 2 động cơ. Rồi sau đó là bằng ATP, là bằng các bạn dùng để chở hành khách, vận chuyển hàng hóa và những máy bay lớn. Thì thứ nhất là bằng Private Pilot License, thì nó yêu cầu các bạn là từ 0 giờ cho tới 40 giờ là bằng, cái đó là minimum thôi. Nhưng mà thường thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 60 cho tới 80 tiếng. Tại vì cái bằng cái 40 tiếng đó đó là cái yêu cầu người ta từ bao nhiêu năm trước rồi. Mà lúc đó đó thì cái số lượng máy bay nó bay không có nhiều. Cho nên các bạn đi ra sân bay, ra đường băng các bạn bay lên liền. Còn bây giờ thì các bạn đi từ trong chỗ đậu sân bay ra cho tới khi các bạn lên trời thì nó cũng tốn các bạn khoảng từ 10 tới 15 phút. Mà từ 10 tới 15 phút đó các bạn không có bay được cái gì hết á, không có thực hành được cái gì hết. Cho nên cái thời gian nó làm các bạn kéo dài ra cho đến khoảng 60 tiếng. Nhưng mà 40 tiếng vẫn có người có thể làm được. Nhưng mà đa số trung bình là khoảng 60 cho tới 80 tiếng. Thì đó, hoặc là cao hơn nếu như các bạn yếu tay nghề hoặc là các bạn sợ. Thì với cái bằng Private Pilot License là máy bay tư nhân, máy bay nhỏ thôi. Thường thì những cái máy bay huấn luyện thì mình sẽ bay khoảng máy bay 1 động cơ hoặc là 2 động cơ, nhưng mà cái bằng ra thì nó cũng tương tự như nhau. 1 động cơ thì đa số các bạn chọn nhiều hơn tại vì nó tiết kiệm được tiền. Với cái bằng Private Pilot License, cái bằng đầu tiên thì các bạn học những cái máy bay cơ bản, những cái cất cánh, hạ cánh trong điều kiện trời quang mây tạnh, là các bạn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh cách các bạn 10 dặm. Các bạn không được bay trong mây, các bạn không được chở hành khách vào ban đêm. Thì cái bằng Private Pilot License này đó thì nó giúp cho các bạn coi các bạn có thích cái nghề bay không. Thì nó chỉ đơn giản là vậy thôi, từ 0 cho tới 60 tiếng. Rồi các bạn thi test với một cái người giám khảo, người ta ngồi kế bên bạn, người ta sẽ test tất cả các động tác của bạn lên xuống, rồi lượn xung quanh store, rồi lý thuyết, những cái lý thuyết cơ bản. Xong sau khi có cái bằng đó, các bạn có thể chở người nhà của mình đi lên trời xuống vào ban ngày, và các bạn không được lấy tiền người ta. Các bạn có thể lấy tiền người ta dùng để chia cái phần tiền thuê máy bay, tiền nhiên liệu, nhưng mà các bạn không được lấy cái tiền công các bạn chở người ta đi. Các bạn chỉ được làm lấy tiền công khi các bạn có bằng Commercial License Pilot. Cái bằng thứ hai là Instrument Rating. Cái này nó không phải là một cái bằng, mà nó là một cái sự add on để các bạn bay được trong cái điều kiện trời mây. Với cái Instrument License này, khi mà trời mây các bạn có thể bay vô mây, các bạn không thể nhìn bên ngoài được, mà các bạn nhìn vào những cái đồng hồ. Instrument có nghĩa là những cái đồng hồ ở trong cái buồng lái máy bay. Các bạn nhìn vô đó, các bạn biết bạn đang cao bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu. Và các bạn nghe theo sự chỉ dẫn của cái đài không lưu, người ta sẽ kêu bạn bay hướng nào,
quẹo bao nhiêu độ, các bạn nhìn vào đó các bạn bay, các bạn không thể nhìn ở ngoài như cái bằng private pilot license được. Với cái instrument này các bạn tập trung là nhìn vào cái những cái đồng hồ, và trong cái thời gian huấn luyện người ta sẽ đeo một cái mắt kiếng và nó che hết tất cả cái tầm nhìn bên ngoài, các bạn chỉ có thể nhìn ở bên trong để giúp cho bạn quen với cái việc không nhìn bên ngoài. Thì khi có cái bằng này thì các bạn có thể chở được hành khách, các bạn bè, gia đình của bạn bay vào mây trong những cái điều kiện sương mù, bay vào mây. Thì đó, thì cái bằng này thì nó sẽ yêu cầu các bạn lên tới khoảng 110 tới 120 tiếng. Nếu như các bạn có cái bằng thứ nhất tại 40 tiếng rồi, các bạn vẫn phải bay cho đến tới 120 tiếng. Nếu như các bạn có cái bằng thứ nhất tại 80 tiếng, các bạn vẫn phải bay lên tới 120 tiếng, thì đằng nào các bạn cũng phải bay lên tới 120 tiếng. Bay cross country có nghĩa là bay từ cái sân bay này cho tới sân bay kia ít nhất 50 dặm, 50 nautical mile. Thì các bạn gọi là build time, trong thời gian đó các bạn có thể rủ một người private pilot license khác để bay cùng với nhau, chia thời gian ra. Thứ nhất là tiết kiệm được tiền, chia đôi thời gian bay ra và tiết kiệm, chia đôi khoản tiền thuê máy bay ra, tiết kiệm được tiền và nó cũng an toàn hơn. Và cái thứ ba là cái commercial license pilot, là nó cũng như cái private pilot license nhưng mà người ta học được nhiều kỹ năng mới hơn, nhiều kỹ năng thêm hơn. Các bạn với cái bằng này các bạn cần yêu cầu lên tới 250 tiếng, là tổng số thời gian bay của các bạn từ bằng thứ nhất cho tới bằng thứ ba. Bằng thứ ba khi mà muốn thi nó các bạn phải có 250 tiếng để cho qualify cho cái commercial pilot license. Để làm được lên tới 250 tiếng là các bạn cứ đi bay với các bạn bè mình đó, bay từ sân bay này tới sân bay kia từ ít nhất là 50 nautical miles. Thì hồi đó mình đi học là cứ cuối tuần, mình đi làm kỹ sư trong tuần xong thì cứ cuối tuần mình bay từ sáng tới chiều, bay từ sáng tới chiều, tiền nó cứ ra như nước. Và thì sau khi 250 tiếng các bạn có bằng commercial license pilot, nghe có nghĩa là phi công thương mại, nhưng mà để bay được những cái máy bay Airbus hay Boeing ở Việt Nam hay là ở Mỹ chẳng hạn thì cái đó là một cái câu chuyện còn dài lắm. Thì với cái bằng 250 tiếng commercial license pilot này, các bạn có thể chở bạn bè mình đi thu tiền của người ta, tiền công mình bay, tại vì mình bây giờ mình đã là commercial license pilot rồi. Với ở Mỹ để bay được những hãng hàng không gọi là regional airlines, là những cái máy bay nhỏ thôi, bay từ những cái khoảng cách nhỏ thôi, như là từ Houston lên Dallas nó rất là ngắn. Những cái máy bay lớn nó không có cần bay, tại vì cái số lượng người nó không có nhiều để nó lấp đầy cái máy bay. Cho nên bên Mỹ có những hãng hàng không gọi là regional airline, thì để bay được làm cơ phó cho những cái hãng hàng không này thì các bạn cần phải có bằng ATP, là bằng để qualify để vận chuyển hành khách máy bay lớn, và ít nhất các bạn phải có 1.500 tiếng bay. Bay máy bay nào cũng được miễn là 1.500 tiếng, và các bạn apply, các bạn được đi thị được mướn vào làm first officer, là cơ phó. Thì khi mà mình tốt nghiệp từ commercial license pilot ra là mình có 250 tiếng hoặc là 300 tiếng đi, từ 300 tiếng cho tới 1.500 tiếng các bạn không thể bỏ tiền ra, các bạn đi bỏ tiền túi mình ra các bạn đi bay được vì nó rất là mắc. Cái cách mà người ta làm đó là người ta sau khi có commercial license pilot xong, người ta sẽ đi thi và người ta trở thành giáo viên dạy bay gọi là CFI, và khi đó các bạn có thể dạy những cái người học sinh khác. Trong lúc các bạn dạy, các bạn có thể build cái giờ của mình theo cái nhiều học sinh đó. Ví dụ như hôm nay mình dạy cho bạn 1 tiếng đồng hồ, người học sinh bạn là bạn có 1 tiếng ở trong cái sổ của bạn thì mình cũng có 1 tiếng trong cái sổ của mình, và đồng thời mình cũng được nhận tiền vì mình dạy bạn, có nghĩa là mình được bay free nè, có giờ free nè, và mình được
tiền nữa. Nếu như các bạn không muốn đi dạy người ta thì có những hãng hàng không nhỏ, ví dụ như là chở du khách đi vòng vòng ở Hawaii, đi coi những cái đảo này đảo kia, thì các bạn apply vô đó. Và hoặc là các bạn những cái công ty nhỏ đi đi ra giàn khoan bay để coi những cái ống dầu coi nó có bị hư hại gì hay không. Mình bay mình làm những cái công việc nhỏ 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 đó, và nó còn ngành nhiều ngành nghề khác. Còn để lên được bay được phản lực là 1.500 tiếng thì các bạn ở 250 tiếng các bạn chưa bay được. Cái này là câu chuyện riêng ở Mỹ, còn ở Việt Nam hay nước châu Á thì mấy trăm tiếng thì có thể các bạn sẽ được làm cơ nhì hoặc là cơ phó của một hãng không nào, các bạn bay nhưng mà bay phản lực. Còn riêng tại Mỹ thì là 1.500 tiếng. Thì sau khi các bạn có đủ giờ bay là 1.500 tiếng rồi thì lúc đó mình cứ bay dần 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 theo thâm niên, mình lên làm cơ trưởng cho Regional Airlines. Và sau một vài năm mình có đủ thời gian rồi thì mình khoảng vài ngàn giờ, thì đa số các phi công ở những cái hãng hàng không Regional Airlines người ta sẽ đi lên Major Airlines ở Mỹ. Những cái Major Airlines nó sẽ là American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest, JetBlue, Spirit, là những cái hãng hàng không mà nó yêu cầu nhiều giờ bay hơn, vì nó bay những cái máy bay Boeing and Airbus. Thì lúc đó các bạn sẽ có nhiều tiền hơn khi các bạn bay những cái cho Major Airlines. Thì đó là những cái thông tin cơ bản mình muốn chia sẻ cho các bạn về một cái chặng đường để trở thành phi công tại Mỹ, bắt đầu từ con số 0 và lên tới 1.500 tiếng. Các bạn bay từ con số 0 lên 1.500 tiếng thì đa số nó sẽ kéo dài khoảng 2 năm. Các bạn học xong nhanh nhất từ từ 0 cho tới Commercial License Pilot thì nó rơi vào khoảng 8 tháng, và còn 1 tháng rưỡi nữa thì các 1 năm rưỡi nữa thì các bạn đi dạy. Các bạn dạy hàng ngày, đi vô trường bay xin người ta tôi muốn dạy cho để build, build, build hour, build giờ của mình lên, thì người ta hiểu cho mình. Và nó tổng cộng từ 0 cho tới 1.500 tiếng, thì nếu như các bạn làm việc siêng năng hàng ngày thì nó sẽ cho các bạn khoảng 2 năm các bạn bay được ở Regional Airlines. Mà khi bay được ở Regional Airlines 1.500 tiếng, đa số các bạn không cần học bằng 4 năm. Nhưng mà cái cách mà nhiều người phi công khi mà người ta bay được cho những cái Regional Airlines rồi, trong lúc người ta bay người ta đi học bằng 4 năm, học online. Tại vì đa số những cái khi mà các bạn cái mục đích của những cái người mà Regional Airlines đó là người ta muốn lên Major Airlines để kiếm nhiều tiền hơn, bay máy bay bự hơn, đến những cái nước ngoài châu Âu này kia nhiều hơn. Thì đa số Major Airlines yêu cầu bằng đại học 4 năm. Thì có những phi công khi mà người ta làm ở Regional Airlines, người ta đi học online, học trên mạng để người ta lấy được cái bằng 4 năm bằng gì cũng được. Không cần nhất thiết phải kỹ sư hay là xa vời, các bạn học cái gì các bạn thích miễn là 4 năm. Thì sau đó các bạn sẽ lên Major Airlines. Và đó là những cái thông tin mà mình thu thập được khi mình tìm hiểu trên mạng và mình tham gia một cái hội cho những phi công gốc Việt tại Mỹ, gọi là VIA, Việt Nam in Aviation. Các anh chị giúp mình rất là nhiều những cái thông tin khi mà mình mới bắt đầu mình học ở các ở đó. Trong cái group đó nhiều người Việt mình làm phi công những hãng hàng không ở Mỹ, Regional Airlines cũng có, cơ trưởng cũng có, American Airlines cũng có, United Airlines cũng có, UPS cũng có, bay Boeing 737, Airbus A321, Boeing 777 tại Mỹ cũng có. Khi mình tham gia cái group đó mình có nhiều cơ hội, mình gặp được nhiều người để nó lan tỏa cái gọi là cái động lực để mình đi học, và mình biết được nhiều thông tin hơn trước khi mình dấn sâu vào một cái ngành hàng không. Tại vì ngành hàng không bạn phải tìm hiểu ngay lúc đầu là bạn thật sự thích, bạn hãy tham gia tới cùng. Còn nếu không bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền. Nếu như bạn có tiền rồi thì thôi không nói nữa. Thì đó là những cái vấn đề mình muốn chia sẻ để các bạn có thông tin, các bạn tìm hiểu. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi thì cho mình biết, và nhớ subscribe để mình
có cái động lực mình làm nhiều cái video hơn về những cái ngành học tại Mỹ cho các bạn. Xin chào.